Biết là hương cháy về trời, lá rụng về cội, mưa rơi về nguồn. Mà sao nước mắt trào tuôn, mẹ đi để lại nỗi buồn quạnh hiu. Còn giây phút nào ngậm ngùi, nghẹn ngào, xót xa bằng giây phút tiễn mẹ yêu lần cuối cùng trong đời. Của những đứa con nói không ra lời, kêu trời không thấu. Chỉ những giây phút ấy, những người con mới cảm thấy thấm thía nỗi đau mất mẹ. Không còn mẹ trên cõi đời, không còn mẹ bên cạnh. Có khóc cũng không bao giờ còn mẹ lau nước mắt cho. Lúc muộn phiền, không còn mẹ chia sớt ủi an. Thank you.
gia đình trang chủ cũng như toàn thể các quý vị đại diện cho thanh tuyến ba tuyến, thưa toàn thể các quý phật tử và nhân dân hôm nay trong gia chung có bà cụ mệnh một về quy ẩn cùng với thiên tổ cùng với thời là phật tử sư tam bảo nên truyền nhật truyền thời gia đình có thể nhà chùa như ban đạo tràng và toàn thể phật tử thì về tại gia chung để xin cần cúng phật nhập niệm và cần tụng kinh cầu siêu độ. Thời giờ đàn tràng đã được trang nghiêm, nhà chùa cũng ban đạo tràng và toàn thể phật tử đồng nhân dân đã tề tự trước án tiền. Một lần nữa xin kính đề nghị thân nhân con cháu trong giáo quyến và đồng làm lễ để trở viên cho quý vị thân nhân nên được chân thừa công đức hiện tiền con cháu được các bảo bình an. Chương trình nghi lễ được bắt đầu, xin đề nghị vào nghi lễ các quý vị đã không đi đi lại để giữ gìn trật tự để từ cầu nguyện những nghi lễ đái cho tôn linh được thân chiêm công đức trong môn một để lễ được bắt đầu. Các sinh hoan hỷ cộng chúng yên tâm nghiêm chỉnh y quan Phật sắc Như Lai giáo an ý thổ địa chân ngôn cẩn lương trì tông nhờ đồng sân duyên cho linh quang thủ giang thổ địa tối long thần tài văn tiên diễn diệu chân ngôn các chấn vương mùng có tăng đông công linh công tình chưa quạt chưa thánh hội đồng đây. Lễ nhập quan do nhà sư hay ông thầy điều chỉnh. Ý tưởng là để tẩy trừ trùng tà ám khí, để cho thân xác được siêu sinh tịnh độ, thần hồn được thoát hóa nơi yên cảnh bồng lai, và cũng mong cầu cho hồn hương luôn phù hộ độ trì cho con cháu cho gia quyến được yên bình hạnh phúc. Thank you.
thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm thân tang. Người đeo tang là đội tình ân nghĩa, tình là tình ruột già máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm thân tang còn treo trên bàn thờ hay phủ lên linh cữu, đó là thân tang của những người con cháu xa chưa kịp về tìm ta. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà người mẹ muôn vàn kính yêu của chúng con ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ôi, sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời, chỉ trách thay tạo hóa xoay vần, tử thần nghiệt ngã. Cuộc đời mẹ bao phần vất vả, từ thuở hàn vi phải chất chiêu từng bát gạo củ khoai. Mẹ đã cùng cha tần tảo sớm khuya nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con hằng mong ước mẹ được thọ trường cùng con cháu sum vầy gia thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, thì mẹ đã vội theo hầu tiên tổ. Như mới sớm qua thôi, chén trà nóng con pha, mẹ chưa kịp uống, bỗng lặng đi trong hơi thở cuối cùng. Trước lúc đi xa, mấy đêm liền điện thắp sáng thông đêm, ý tưởng của người muốn cho trong nhà này bao giờ cũng sáng. Vâng, lời mẹ dạy chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn nề nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Lời mẹ dạy là lời di chúc, chúng con xin nguyện để trong tim, và sẽ sống cho linh hồn người thanh thản.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa các vị đại biểu, thưa thân nhân tăng quyến, thưa vong hồn cụ Phạm Thị Sinh, hội Phật tử hai xã, chúng con vô cùng thương tiếc biết tên cụ 20 về già. Chúng con vô cùng thương tiếc không biết nói gì hơn, chỉ có nén hương thơm và vòng hoa để kính viếng hương hồn cụ, để tưởng nhớ hương hồn cụ. Chúng con tâm thành kính chúc hương hồn cụ tiêu xin tịnh độ theo hầu Đức Phật tôn nghiêm. Chi đoàn 1 phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu.
ban tổ chức lễ tang và gia đình chân thành cảm ơn bà và các bác. Thank you.
Thank you.
phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Thôi thay ban tổ chức vào đây. Phút mặc niệm bắt đầu.
thay ban tổ chức và gia đình chân thành cảm ơn đoàn đại biểu tập thể phân nơi. Đoàn đại biểu thay mặt ban chấp hành đảng bộ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Vũ Trung cùng các ban ngành đoàn thể đến đặt vòng hoa và thắp nén hương thơm để tưởng nhớ hương hồn cụ. Tôi đề nghị đoàn một phút tưởng niệm bắt đầu. Thank you.
tử thai chủ sân thượng thượng mẹ thượng mẹ Hey,
Yeah.
thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh em thân bằng, cố hữu nội ngoại tộc gần xa, kính thưa ban tang lễ cùng toàn thể gia quyến, kính thưa hương hồn cụ Phạm Thị Sinh. Được tin cụ Phạm Thị Sinh 250 về cõi Vĩnh Hằng, hội quan chiến đấu tiểu đoàn 949 E51 xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất, đồng thời có nén hương thơm, vòng hoa thắm, kính viếng hương hồn cụ. Để tiễn đưa cụ đi xa, hội chúng tôi xin có mấy lời viếng cụ như sau. Biến đổi tang xương, đương vui đầm ấm quê hương, mà sao cụ vội tìm đường quy tiên. Chắc cụ đi dạo miền tế túc, để ruột tầm chín khúc vò tơ, cháu con ra ngẩn vào ngơ, suối vàng tiên tổ đón chờ cụ trăng. Cụ về trốn Vĩnh Hằng cách biệt, nẻo thuyền đài không biết đông sâu, nghĩa tình đồng đội với nhau, chúng con chia sẻ lặng sâu ân tình. Hạ niên kỳ nhân sinh dĩ bách, bóng bạch câu quá khích phủ xanh, lá vàng gió cuốn lìa cành, thiên thu vĩnh biệt thôi đành từ đây. Ai chẳng muốn kỳ thi thọ khảo, ai cũng mong giai não bất niên, cuộc đời trăm sự tại thiên, sự sinh có hạn, quy tiên bất kỳ. Sống tần tảo cũng vì con cháu, thác thanh nhàn ẩn náu thiền môn, cụ đi vắng cả xóm thôn, họ hàng nội ngoại sớm hôn buồn sầu. Kính chúc cụ vượt cầu ô thước, vui niết bàn nguyện ước ba sinh, sớm chiều lắng kệ nghe kinh, cụ về cực lạc siêu sinh muôn đời. Chúc cụ suối vàng an giấc ngàn thu. Một phút mặc niệm bắt đầu.
toàn thể sinh kính quý. Hôm nay đây trước giờ phút sinh linh từ biệt này, đoàn Kim Nhạc Thành Tân chúng con thuộc thừa công ty phục vụ nghi thức tang lễ Đức Hải, quê hương xã Vũ An, huyện Kiến Sương, thành phố Thái Bình. Nay đoàn trở về trước linh sàng của cô, xin thắp nén nhang thơm cùng bày tỏ tấm lòng thân yêu với gia đình tang quyến. Đoàn xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Trước hương trầm khói tòa, đoàn xin lên cổ những bản nhạc tri ân để kính viếng hương linh cổ. Giờ lại đây nghi lễ dâng hương của đoàn chúng con xin phép được bắt đầu. Giờ lại đây đứng trước ban thờ hương bay khói tỏa, cho phép đoàn Kim Nhạc chúng con xin có đôi lời để thay cho các con các cháu thường khóc gọi mẹ trước đức mẹ đi xa vì mới có nhiều. Mẹ hiền ơi, các con cùng mẹ thiết nghĩ rằng nước có nguồn thì sông Kim mới chảy, mà hạt thóc vàng có cánh mới lên bông. Từ phàm phu cho đến bậc thánh hiền, không cha không mẹ sao nên thân người. Mẹ ơi đất rộng trời cao, sao làm sao được công lao của mẹ hiền. Chúng con mãi nhớ lão quên, mời ân dưỡng dục để xây nên cuộc đời. Nhiều khi chú ước mẹ lầm, mà đắng cay mẹ chịu âm thầm đắng cay. Cả đời mẹ chỉ một ước mơ, trong bền quầy ấm từng giờ mẹ. Chỉ mong con cháu thảo hiền, công dụng ngôn hành một đời hiếu trung. Mẹ hiền ơi, vành tăng mẹ là một màu tan trắng. Vành tăng mẹ ôi trắng cả cuộc đời con. Mẹ đi tìm chốn lẻo mòn, giờ đây tìm chốn hiếu hôn cuộc đời. Ta từ một tiếng nói không lời, ta từ một tiếng trôi vơi vô thường. Ai đem nước đổ về sông, mà sông trôi ra biển, biển trôi về nguồn. Cuộc đời thì hai chữ vuông tròn, tròn mà không có, hỏi vuông là gì. Mất mẹ rồi chúng con chẳng còn chi, vậy mà tăng mẹ hỏi còn gì nữa. Giờ lại đây trong giây phút biệt ly này, đoàn Kim Nhạc chúng con xin được đỡ lời cho toàn thể các con của mẹ. Xin kính dâng lên người mẹ hiền của chúng con qua nhạc phẩm Chúng Con Thương Khóc Mẹ. Thank you.
Mẹ hiền ơi, mẹ hiền ơi, cái đại thổ ấy đã nhạt giọng nhựa xuống như chiếc lá vàng gặp bão táp phong ba. Mẹ ơi, tiếng ầu ơ cha mẹ đã xui chúng con từ còn tấm bể mà vẫn còn vang vọng cho đến ngày hôm nay. Đã qua rồi, đã qua rồi cái cảnh tường đất mái tranh, mà đã qua rồi những tháng năm dài đói khổ. Để giờ này đây, để giờ này đây các con các cháu của mẹ có bát cơm thơm muốn dành dân tình, mà giây phút này người đành lòng bước chân đi. Giờ này đây để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ và kim nhạc, xin được thay lời cho toàn thể các con các cháu kính dâng lên mẹ quan nhạc phần tình cha nghĩa mẹ. Thank you.
sàng của phổ vũ hôm nay, nên lễ viếng lấy sự hương của đoàn kim nhạc thành tâm trực thuộc công ty phục vụ nghi thức tàng lễ Đức Hải, quê hương xã Vũ An, huyện Kiến Sương, thành phố Thái Bình. Đến đây cũng đã được chu viên hoàn tất. Đoàn chúng con xin nhất tâm cầu nguyện cho chân linh của cụ Phạm Thị Sinh sớm được siêu sinh tình đầu, và đoàn chúng con xin chia buồn cùng gia đình tang quyến. Và bài tổ chức đến tay thay đầy gia đình xin. Chúng tôi xin mời đoàn chúng hướng tôi công ty tăng định Đức Hải trở về trước ánh đèn, thắp quần hương những cụ hồi trống đến cụ về nơi yên nghỉ ngàn thôn. Về cõi Phật để lại trần gian phúc cháu con. Kính thưa vong linh cụ Phạm Thị Sinh, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa các cụ các ông các bà cùng toàn thể nhân dân, kính thưa gia đình tang quyến. Hôm nay đội chống công ty tăng lễ Đức Hải, xã Vũ An, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, chúng con nhận được tin cụ 250 về cõi vĩnh hằng, về cùng tiên tổ. Thầy mặt cho đoàn con xin gửi tới gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất, và xin mời một vị đại diện cho đoàn nên thắp nén tâm nhang trước linh sàn cụ. Bằng cúc vàng
để báo hiếu mẹ yêu. Mẹ đã ban cho con thân xác hình hài và tình yêu thương, để cuộc đời này chúng con có được sự trở che ấm áp, có được niềm tin yêu để sống. Tất cả điều đó đã có trong mẹ và chúng con. Những tình yêu và hồn khí ấy luôn là ánh sáng soi tỏ trong bước đường chúng con đi. Và mẹ ơi, có lên đâu thì mới biết non cao, mà có nuôi con thì mới biết cung lao mẹ thầy. Đạo hiếu làm con, đạo hiếu làm con và công ơn của cha mẹ được truyền lại từ ngàn đời qua bao thế hệ bằng những câu ca sao, bằng lời ru của mẹ. Những câu ca sao ấy đưa chúng con ngược dòng thời gian, hồi tưởng lại về thời thơ ấu, rồi chúng con được lớn lên trong vòng tay ấm áp yêu thương, bằng lời ru tha thiết, bằng dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Và mẹ ơi, một lời này con xin kính tình mẹ, ơn dũng dục đậm đà không kể xiết. Nhớ về mẹ khói hương lòng xa xiết, kính yêu người hiền hầu từ liên hoa. Mẹ ơi, cây trong nhánh cây cùng một hồi, nước trong khe nước chỉ có một nguồn. Tất cả anh chị em chúng con giờ này đây đông đủ, trở về bên nhân tố người hồ, người bà, người mẹ hiền, để mượn những nhánh hoa tươi để thay lời cho các con các cháu của cụ xin được báo hiếu người cụ, người bà, người mẹ hiền, chúc lúc tiến tư về hồng vĩnh hằng. Và mẹ tôi quý, tôi yêu, mẹ tôi đã khổ trong chiều nuôi tôi, mẹ tôi sống ở trên đời, ước mơ giản dị nhất của người là không con thảo cháu hiền. Nói về mẹ, nghĩ về mẹ, một chúng ta không thể dùng bút để mà diễn tả, cũng như không thể dùng giấy để yêu cả hải dương. Thử hỏi trên trời có mấy vì sao, dễ gì không đến được công lao mẹ hiền. Và mẹ hiền kính yêu ơi, giờ này đây chúng con nghe tiếng đồng hồ tiếng tắc, nhờ con dao cào lóc ruột lóc gan, thời gian chỉ còn trong tức khắc là chúng con phải tiến mẹ về ăn giấc nghỉ ngàn thu. Trời mây mù giá lạnh phù âm u, như thầm nhủ đến phút giờ ly biệt. Mẹ ơi, dòng chữ buồn vô cùng thương tiếc, và những giọt lệ lăn dài trên khóe mắt người thân. Đầy cánh hoa tươi chúng con thành kính viếng, tỏ tâm tình chúng con nhớ mãi về mẹ. Bên cánh hoa rơi lòng chúng con đau đớn, không bước lực nào tả xiết được mẹ ơi. Bởi mất mẹ chúng con mất cả bầu trời, như vũ trụ không nắng vàng soi chiếu. Bao năm qua chúng con vẫn luôn mong tròn chữ hiếu, xót xa lòng, xót xa lòng giờ ngày đây chúng con đã mất mẫu thân, để tim chúng con đau thắt cả đôi giò
lệ thừa. Mẹ ơi, đứng bên mẹ cảm xúc em chỉ em chúc mong chân chứa. Mẹ đâu rồi, mẹ đâu rồi cho con xin đùa bờ vai, để quên đi những mệt nhọc của ngày dài, để chúc bà những chúc may của cuộc sống. Mắt chúng con ngước lên trời cao rộng, áng mây nào mang hình bóng của mẹ yêu. Được con đi nay vui phút buồn trần, chút nữa thôi con đất đất lành mẹ ơi sầu thầm. Dưới mùa sâu mẹ ơi suối lệ tràn, từng giọt thơ quyệt giọt nhớ ngút ngàn, nhỏ rơi xuống tận cùng lòng đất lành. Hồn linh thiêng xin mẹ hãy ít kể cảnh, đỡ được lòng như thùa mới sinh con. Con lập lòng trong mơ ấm vương tròn, trong âu yếm đầy tình thương của cha và mẹ. Mẹ ơi, những cánh hoa rơi của giờ phút tiễn biệt, như trái tim vỡ vụn của tất cả anh chị em chúng con. Vĩnh biệt mẹ, ngàn lần chúng con xin vĩnh biệt. Thế là hết, từ nay đâu còn nữa, trên dương trần chỉ còn nấm mồ xanh. Nhìn màu căng đồ lý phù bao trùm, đã che khuất ước một người nơi chín suối. Lúc này đây, họ hàng ở ngoài cầu bạn chưa về nghĩa thâm xa. Tiếng mõ cầu kinh của hàng hồi các già, lời cầu xưa của chư thầy tư tiến, lâm khúc nhạc buồn nặng ruột xé lòng đau, khóc tiếng cho xuôi đò về quê tổ, cõi niết bàn hồi ngộ gặp xa tiên. Chúng con về đây xin được thay lời cho các con các cháu của cụ, xin được báo hiếu người cụ, người bà, người mẹ hiền đã hoàn tất. Toàn chúng con xin phép được cúi đầu về kính thiệt. Toàn thị sinh kính thưa gia đình tăng chủ, kính thưa quý vị đại biểu đại diện thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vũ Trung, quý vị thay mặt cho Ban lãnh đạo, Ban công tác Mặt trận cơ sở Thôn Năm A, kính thưa quý vị thay mặt cho các cơ quan, đoàn thể, các đơn vị, nhà trường, nơi các con, các cháu của cụ đang công tác, làm việc và học tập, kính thưa các cụ, các ông, các bà, khu xóm, nội ngoại, xa gần, các vị Phật tử của nhà chùa hai xã, xã Vũ Quý, xã Vũ Trung, các anh chị em, bạn hữu xa gần. Cụ Phạm Thị Sinh, tên thường gọi là cụ Bích, sinh năm 1927, sinh quán thôn Nhật, Nhật Một Nội, xã Quang Định, huyện Kiến Sương, chú quán thôn Năm A, xã Vũ Trung, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Qua một thời gian lâm bệnh, mặc dù cụ đã được các bác sĩ, gia đình, họ tộc, anh em chăm sóc cứu chữa, do tuổi cao, sức yếu, không qua khỏi, cụ đã từ trần vào hồi 1 giờ 28 phút ngày 11 tháng 8 năm 2024, tức là ngày 8 tháng 7 năm Giáp Thìn, cụ thượng thọ 97 tuổi. Kính thưa quý vị, cụ mất đi, đây là tổn thất to lớn, không thể gì bù đắp nổi đối với gia đình, họ tộc, nay mất đi một người huyết thục, địa phương, thôn xóm, nay mất đi một người công dân, một người thân hiền lành, hội người cao tuổi, nay mất đi một thành viên trong hội.
Hôm nay trước giờ đưa tiễn cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng, thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đặng Xuân Tỉnh, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Vũ Trung lên thắp nén hương thơm và đọc lời điếu. Xin trân trọng kính mời ông. Ngưỡng mộ cụ Phạm Thị Sinh. Kính thưa quý vị, đại diện cho Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân trong xã, trong thôn. Kính thưa quý vị, thay mặt cho các cơ quan, đơn vị nơi các con, các cháu của cụ đã và đang công tác, sinh hoạt, học tập có mặt trong tang trường hôm nay. Kính thưa hội Phật tử hai xã Phú Quý, Phú Trung. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác là họ hàng làng xóm, thân tình bằng hữu của cụ và gia đình ở trong xã, xã bạn, huyện bạn, tỉnh bạn có mặt trong tang trường hôm nay. Thưa tang gia, sáng ngày 11 tháng 8, một buổi sáng đầu thu thật là ảm đạm khi nhận được thông tin cụ Phạm Thị Sinh đã chút hơi thở cuối cùng về với tổ tiên. Hôm nay, hội người cao tuổi xã Phú Trung cùng toàn thể quý vị hội tụ nơi đây để làm lễ tiễn đưa hội viên của hội, người hàng xóm, người thân, người mẹ, người bà, người cụ kính yêu của các chất, người con dâu của gia tộc họ Bùi về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa quý vị, cụ Phạm Thị Sinh sinh năm 1927 tại thân luật nội xã Quang Lịch, chú quán thôn Lâm A, xã Phú Trung, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Thời gian gần đây với căn bệnh tuổi già, cụ đã được gia đình con cháu tận tình chăm sóc thuốc thang, song vì tuổi cao lực kiệt nên không qua khỏi, cụ đã ra đi về cõi vĩnh hằng hồi 1 giờ 28 phút ngày 11 tháng 8 năm 2024, cụ hưởng thượng thọ 97 tuổi. Can trường nghĩa trọng cụ đã ra đi, con cháu chưa thỏa lòng dưỡng đáp, mẫu tử tình thâm cây nước nặng mà đó đâu ngừng thổi. Ôi công dưỡng dục tày lon ơn sinh thành tựa bẻ, cháu con sầu thảm hoa nọ héo tàn, cảnh vật tiêu điều cây kia quạnh quẽ. Cụ ra đi không một lời than thở, cháu con đành chịu bao nỗi xót thương. Nhìn khung ảnh chập chờn sau ánh nến xót lòng đau mồ mịt khói hương bay. Cụ ơi 97 năm sống trên trần thế, gần một thế kỷ bước gian truân. Ta nuôi cụ có hay chăng nhớ những khi nắng sớm mưa chiều, hàng xóm bên nhau rải bày tế sự, cũng có lúc sương lạnh trăng mờ ngồi tâm sự phơi pha tế nguyệt. Dù cuộc sống đa đoan vất vả, cụ không quên họ hàng làng xóm, hết thảy đều khen. Kính thưa quý vị, cụ Phạm Thị Sinh sinh ra trong một gia đình nông dân thuần túy, lớn lên gặp làn đói lịch sử, cụ đã cùng với các anh chị em làm đủ mọi công việc giúp cha mẹ vượt qua khó khăn. Với bản chất chịu khó, lao động, cụ đã tham gia buôn bán nhỏ ở chợ quê. Trong quá trình giao thương, cụ đã quen với cụ ông, hai cụ ý hợp tâm đầu, nguyện kết tóc xé duyên sống với nhau trọn đời. Rồi năm 1949, hai cụ xây dựng hạnh phúc gia đình, về sống với nhau, các cụ tích cực lao động sản xuất, xây dựng kinh tế gia đình. Trong gia đình cụ ở gần bốt giặc nên mỗi lần chúng đi càn quét đều ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt thường ngày. Khi quân Pháp thất thủ ở Điện Biên Phủ buộc chúng phải rút khỏi miền Bắc, được sống trong hòa bình nhưng dân dân ta gặp không ít khó khăn về kinh tế, vì vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, lại phải cung cấp nhân tài vật lực cho miền Nam đánh Mỹ, nên gia đình cụ cũng như bao gia đình khác phải chắt chiu từng đồng tiền bát gạo. Trong gia đình cụ có nghề thuốc đông y gia truyền, song vốn là người có tấm lòng nhân ái, hay giúp đỡ người khác nên nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn cụ không lấy tiền hoặc lấy chút ít. Càng vất vả hơn khi các con của cụ ra đời, thêm thiên chức làm mẹ lại bú mớm chăm lo cho các con, chỗ ướt mẹ lầm chỗ khô dành cho các con, lo cho các con từng miếng cơm manh áo, lo cho các con ăn học bằng anh bằng em.
bù lại nỗi vất vả của mẹ cha. 9 người con của cụ, 2 trai 7 gái, tất cả đều ngoan ngoãn phụ giúp việc nhà để các cụ an tâm lao động xây dựng kinh tế gia đình, rồi cuộc sống gia đình ổn định về kinh tế. Các con lớn trưởng thành, các con nhỏ còn ăn học, rất cần sự chăm sóc của cha mẹ, thì cụ ông lại đột ngột ra đi, để lại mình cụ gánh gồng nuôi các con. Thế rồi cụ giấc ngủ chập chờn, quanh năm ăn vội, đất tưởi cháo rau cơm bữa qua ngày. Mẹ thương con suốt cả cuộc đời, cầm cụi nuôi con chăm lo ăn học, mong sao con khôn lớn lên người. Các con của cụ lớn lên trong tình thương bao la của mẹ. 2 người con trai lên đường làm nghĩa vụ người thanh niên với tổ quốc, hoàn thành nghĩa vụ các anh trở về tiếp tục theo học đại học. Người là kỹ sư, cống hiến nhiều cho ngành khoa học hóa chất và được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động. Người là thầy thuốc ưu tú, phục vụ cho công tác y tế huyện nhà. Cụ ơi, tất cả 18 người con trai gái dâu rể của cụ và 24 cháu nội ngoại đều học hành thành đạt, công tác trong nhiều ngành. 2 cháu là phó giáo sư tiến sĩ, đó là công lao to lớn của mẹ cha nuôi các con ăn học. Mẹ già một lắng hai xương, cho con đến được giảng đường hôm qua. Cha già trai sạm đôi tay, cho con cầm bút vui say cùng người. Kính thưa quý vị, cụ Phạm Thị Sinh mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn của gia đình, dòng họ. Xã hội mất đi một công dân gương mẫu, hội người cao tuổi mất đi một hội viên sống có nghĩa có tình. Xóm thôn vắng bóng người, xóm giềng tốt bụng sớm tối có nhau. Gia đình mất đi người mẹ, người bà, người thân mẫu mực thảo hiền. Giờ đây các con của cụ chỉ nhớ và thương cho mẹ những tháng ngày vất vả gian truân để nuôi dạy các con khôn lớn lên người. Bao la tình mẹ một lòng, dạt dào nghĩa mẹ biển đông sông tràn, ơn cao như núi ngút ngàn, bao giờ trả hết muôn vàn cống ơn. Thế là cụ ơi, cụ đã ra đi, vậy là cụ đã qua phà âm dương, tử lây sinh tử đôi đường, mọi người chỉ biết ngập ngùi nhớ thương. Cụ ơi, 3 chỗ đất ngàn thu vĩnh biệt, 9 tầng mây muôn thuở tiêu dao, rồi xe tang đưa cụ về trốn cửu tuyền, trầm tỏa ngát hương bay xa, xót phần mộ yên nằm nơi tĩnh thổ. Thôi còn chi nữa mà mong, đời người thôi thế là xong một đời, bản thân đã sống sáng ngời, làm gương con cháu đời đời noi theo. Xin vĩnh biệt cụ, cầu chúc vong linh cụ được siêu sinh tịnh độ nơi cõi vĩnh hằng. Xin chân thành chia buồn cùng gia đình tăng chủ để tưởng nhớ cụ lần cuối. Kính mời quý vị đứng dậy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đây là phần nghi lễ thắp hương. Ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời một vị thay mặt cho ban công tác mặt trận cơ sở thôn Lâm A nên thắp hương vĩnh biệt, trân trọng kính mời. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời một vị thay mặt cho chi hội người cao tuổi thôn Lâm A lên thắp hương vĩnh biệt. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời vì thay mặt cho chi hội cựu chiến binh thôn Nam A nên thắp hương vĩnh biệt, trân trọng kính mời. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời vì chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Nam A nên thắp hương vĩnh biệt, trân trọng kính mời.
Ban tổ chức trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho nội tộc nên thắp hương vĩnh biệt. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho ngoại tộc nên thắp hương vĩnh biệt. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu các vị Phật tử của hai xã Sa Vũ Trung, Sa Vũ Quý nên thắp hương và cầu siêu cho cụ. Ban tổ chức nghĩa tang trân trọng giới thiệu một vị thay mặt cho gia đình nên phát biểu cảm ơn, trân trọng kính mời. Kính thưa ban tang lễ, kính thưa các vị đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban ngành đoàn thể xã Vũ Trung, thôn Nam A, các cơ quan đoàn thể nơi các con cháu cụ học tập và công tác, các vị tăng ni Phật tử chùa Đại Ngạn và chùa Bảo Trai. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô, các dì, chú, bác, họ hàng nội ngoại, thông gia, hàng xóm láng giềng, bà con thân bằng cố hữu đã có mặt trong giờ phút thiêng liêng trước lúc đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng này. Thưa toàn thể quý vị, cụ bà mẹ của chúng tôi là cụ Phạm Thị Sinh, sinh năm 1957, nguyên quán xã Quang Lịch, trú quán xã Vũ Trung, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Sau một thời gian lâm bệnh đã được các y bác sĩ, anh chị em, bà con hàng xóm tận tình cứu chữa, nhưng vì bệnh trọng lại do tuổi cao sức yếu nên mẹ tôi đã không qua khỏi và đã từ trần vào hồi 1 giờ 28 phút ngày 11 tháng 8 năm 2024, tức ngày 8 tháng 7 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 97 tuổi. Sự ra đi của cụ bà mẹ chúng tôi là nỗi đau thương mất mát đối với gia đình chúng tôi. Sự chia buồn động viên thăm hỏi phúng viếng, gửi vòng hoa đến phúng viếng của quý vị đã giúp chúng tôi vơi đi phần nỗi đau thương đó. Dưới suối vàng, cụ bà mẹ chúng tôi chắc chắn sẽ ngậm cười thanh thản. Nhân dịp này, chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác, họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia, hàng xóm láng giềng đã đồng cảm và chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình chúng tôi trong lúc tan gia bối rối. Có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi rất mong được sự lượng thứ của quý vị. Sau đám tang của mẹ chúng tôi, gia đình xin được trân trọng kính mời ban tang lễ, quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác, họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia, hàng xóm láng giềng về tại gia đình để anh chị em chúng tôi có đôi lời cảm tạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ,
con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu. Trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ.
nhớ từng câu hát mẹ ru, lệ nhòa khóe mắt tràn rơi, mẹ vẫn hát ru à ơi. Đông về sương lạnh mẹ ngồi ôm con, mẹ luôn chở che con những đêm xa. Nướng từng củ sắn củ khoai, nhọc nhằn gian khổ mẹ lo, mẹ chỉ muốn con được ấm no. Mẹ ơi, giờ đây con đã nên người, lòng con luôn ghi nhớ những lời ru. Trời cao biết mấy vì sao cũng không sánh được ân tình mẹ tôi. Con quỳ bên cạnh mẹ hiền yêu, con chữ ơn chữ hiểu chữ tròn. Nỗi niềm thương nhớ là bao, ân tình nghĩa nặng đậm sâu, mong mẹ mãi suốt đời bên. Hãy
mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội réo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quàng thân gầy, mẹ một sương hay nắng cho bạn hai đau buồn phiền, ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến một sương hay nắng.